Rồi hôm nay ngày 25 tháng 2 nha. Chào bầu Phúc Lộc, chào tất cả anh em chú bác càng xa nha. Thì bên trại em hôm nay cũng diện mớ bò cam chiên nha anh em chú bác. Thì bên trại em hôm nay cũng bán được cũng mớ rồi nha. Thì em sẵn em đăng em gấp xe đi Tây Ninh nghe anh em chú bác. Thì đây em cũng diện mớ bò lứa với em cũng diện cặp bò thái răng nha. Đây hai con bò số 7 này bò thái răng anh em chú bác. Bò này pin pin lực anh em chú bác. Thì bò này nó chiều cao dao động 1m4 nha. Bò này em mới về nó đói nó còn giật bò lắm nha anh em chú bác. Bò này pin lắm nha anh em chú bác. Nách cự cần lực nha anh em chú bác. Đây. Dư pin nha anh em chú bác. Ăn bò số 7 nha. Bò này em cũng mới xuống xe nha, nó còn đói nó bập bò lắm nha anh em chú bác. Bò này lưng nách đầy đủ nha. Chân móng hoàn thiện anh em chú bác. Ê. Đừng. Hai con này thì có giá 46 nghe anh em chú bác. Cặp số 7 ngang bò thai găng nha anh em chú bác. Bò này thì cự cần đầy đủ nha anh em chú bác. Đà nó có sẵn nè, bò này thì anh em dỗ nó mau nha. Bẹ luôn nha. Anh này đùi tốt nha, cự cái anh cũng tốt nữa nha. Đây em kế tiếp ba con bò số 6 nha. Bò này cũng lên lứa nha. Bò này chiều cao 1m38 nha anh em chú bác. Ba con này đòn và dài xương dày dặn nha anh em chú bác. Ba con bò này nó đi đâu được nha anh em chú bác, chạng lai một chạng hình đòn nha. Bò này đòn tốt nha anh em chú bác, đòn phục dạo nha. Xương lớn gói dày nha anh em chú bác. Thì ba con bò số 6 này nó giá thì nó 53 triệu 500 nha anh em chú bác.
Bò này nó lên lứa nghe anh em chú bác, nó cũng già tháng như lắm rồi nghe. Em báo giá, em cũng bao phí vận chuyển nghe anh em chú bác. Đây em còn cặp số 5 nghe. Bò này hình mét 3 quay về nha anh em chú bác. Bò này cũng bò vỏ tàn nha anh em chú bác. Hàng bò số 5 nghe. Bộ số 5 thì cái giá nó 28 triệu 500 nghe anh em chú bác, mắt ba quay về nghe. Đây em kế tiếp cặp số 4 nha. Hàng bò số 4 này cũng già tháng nha anh em chú bác. Nó cũng dày dặn nha. Bò này nó cũng lực nha anh em chú bác. Chiều cao 1m27 nha. Hàng bò số 4 này có giá nó cũng 28 năm nha anh em chú bác. Hàng bò số 4 nè anh em chú bác gì dỗ nó cũng mau nha. Bò này nó khô bò, nó già bò nha. Nó cũng già tháng nha anh em chú bác. Đây kế tiếp hàng bò số 3 nha. Hai con này nó dao động cũng 1m27 quay về nha. Hai con này thì nó cũng lực nha. Bò này nó xương cũng dày dặn nha anh em chú bác, dặn bò lai nha. Nó cũng già tháng rồi. Hàng bò số 3 này có giá cũng 27 triệu 500 nha anh em chú bác. Số 3 nha. Để tiếp về tới hàng bò số 2 nha. Hai anh này thì anh gánh về gấp bô hay khá nghe nè chú bác, thì tên ly gánh về gấp bô nghe. Hai con này nó 1m25 quay về nghe anh em chú bác. Hàng bò số 2 này giá 75 nghe anh em chú bác. Sẵn chiến em ghép xe nghe. Đây bò số 1 đây. Bò này mất 4 năm phân. 9 triệu 500 nghe anh em chú bác.
chạy bò em thuộc xã Hòa Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nghe anh em chú bác. Cấp quốc lộ 91 nha. Thì anh em chú bác gần xa có nhu cầu mua alo em nghe, thì số điện thoại của em trên màn hình nghe. Số đó cũng số Zalo nghe anh em chú bác. Rồi, chào tất cả anh em chú bác nghe, em kết thúc video nghe.